Hãy chọn phục hồi kinh tế sau đại dịch CERNAVIZUS một cách lành mạnh và hài hòa với tự nhiên. Ngày hôm qua 26 tháng 5 năm 2020, hơn 350 tổ chức y tế đại diện cho hơn 40 triệu chuyên gia về sức khỏe, cùng hơn 4.500 cá nhân nhà khoa học trong lĩnh vực y khoa đến từ 90 quốc gia khác nhau, đã cùng kêu gọi các lãnh đạo chính trị của các nước công nghiệp G20 hãy chọn phục hồi nền kinh tế theo hướng lành mạnh, bền vững, hài hòa với thiên nhiên và tốt cho sức khỏe con người hơn. Họ đã gửi lời kêu gọi trực tiếp đến Tổng thống tất cả các nước phát triển Đức, Mỹ, Pháp, Nhật, v.v. Lời kêu gọi như sau: chúng tôi đã chứng kiến tận mắt các cộng đồng dân cư có thể trở nên mong manh như thế nào khi sức khỏe, an ninh lương thực và khả năng tự do làm việc của họ bị gián đoạn bởi một mối đe dọa chung. Các lớp hệ quả của thảm kịch đang xảy ra này là rất nhiều và được bồi thêm bởi sự bất bình đẳng và đầu tư kém trong các hệ thống y tế cộng đồng. Chúng ta đã chứng kiến cái chết, bệnh tật và suy sụp tinh thần ở mức độ chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Những hệ quả này đã có thể được giảm bớt phần nào, hoặc thậm chí có thể được ngăn chặn bằng cách đầu tư đầy đủ vào công tác phòng chống đại dịch, y tế cộng đồng và lĩnh vực quản lý môi trường. Chúng ta phải học hỏi từ những sai lầm này và quay trở lại hồi phục với trạng thái mạnh mẽ hơn, khỏe mạnh hơn và kiên cường hơn. Trước đại dịch COVID-19, tình trạng ô nhiễm không khí chủ yếu đến từ giao thông, sử dụng năng lượng dân cư không hiệu quả để nấu ăn và sưởi ấm, các nhà máy nhiệt điện than, việc đốt chất thải rắn và hoạt động nông nghiệp đã làm suy yếu cơ thể của chúng ta. Nó làm tăng nguy cơ phát triển và mức độ nghiêm trọng của các bệnh, viêm phổi, phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư phổi, bệnh tim và đột quỵ, dẫn đến 7 triệu ca trẻ sơ sinh tử vong mỗi năm. Ô nhiễm không khí cũng gây ra các kết quả bất lợi trong thai kỳ như nhẹ cân và hen suyễn, tạo áp lực thêm cho các hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta. Một sự hồi phục thực sự lành mạnh sẽ không cho phép tình trạng ô nhiễm tiếp tục che mờ làn không khí chúng ta hít thở và làm bẩn nguồn nước chúng ta uống. Nó sẽ không thể cho phép tình trạng biến đổi khí hậu và phá rừng tiếp tục xảy ra ngày càng nhiều hơn, có khả năng tạo ra các mối đe dọa sức khỏe mới đối với các nhóm dân số dễ bị tổn thương. Trong một nền kinh tế và xã hội dân sự lành mạnh, thì những người dễ bị tổn thương nhất cần phải được chăm sóc. Người lao động có quyền nhận các công việc được trả lương cao mà không làm nghiêm trọng thêm tình trạng ô nhiễm hoặc tàn phá thiên nhiên. Các thành phố nên ưu tiên cho người đi bộ, người đi xe đạp và giao thông công cộng, cũng như các dòng sông và bầu trời của chúng ta phải được bảo vệ và trở nên sạch sẽ. Với thiên nhiên hài hòa và phát triển, cơ thể của chúng ta sẽ có khả năng chống lại các bệnh truyền nhiễm và không ai còn bị đẩy vào cảnh nghèo khổ vì chi phí chăm sóc sức khỏe quá cao. Để đạt được nền kinh tế lành mạnh đó, chúng ta phải sử dụng những cách thế ưu đãi và loại bỏ thông minh hơn trong hoạt động của một xã hội lành mạnh hơn, có khả năng chống chịu thảm họa hơn. Nếu các chính phủ thực hiện được những cải cách lớn đối với khoản trợ cấp nhiên liệu hóa thạch hiện nay, chuyển phần lớn sang sản xuất năng lượng tái tạo sạch, thì bầu không khí của chúng ta sẽ trở nên sạch sẽ hơn, khí thải giảm nhiều, đẩy mạnh phục hồi kinh tế, thúc đẩy tăng GDP gần 100.000 tỷ đô la Mỹ từ nay cho đến năm 2050. Khi quý vị chú ý đến các phản ứng xã hội sau đại dịch COVID, chúng tôi yêu cầu Giám đốc Y tế và Cố vấn Khoa học của quý vị được trực tiếp tham gia vào việc đề xuất tất cả các gói kích cầu kinh tế, báo cáo về hệ quả sức khỏe cộng đồng trong ngắn và dài hạn mà những chính sách này có thể gây ra và đóng dấu phê duyệt của họ. Các khoản đầu tư khổng lồ mà chính phủ của quý vị sẽ thực hiện trong những tháng tới trong các lĩnh vực quan trọng như chăm sóc sức khỏe, giao thông, năng lượng và nông nghiệp phải có được khả năng bảo vệ và thúc đẩy sức khỏe như một giá trị cốt lõi. Những gì thế giới cần bây giờ là một thăng healthy recovery, sự phục hồi lành mạnh. Kế hoạch kích cầu kinh tế của quý vị phải trở thành một đơn thuốc cho vấn đề đó. Bình luận của hành tinh Titanic, như đã kêu gọi và yêu cầu từ lâu, từ thời điểm Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2007, chúng tôi đã từng mong muốn chính phủ Việt Nam tập trung đầu tư vào các ngành năng lượng sạch, phát triển nền kinh tế hài hòa với hệ sinh thái, giữ gìn và bảo tồn thiên nhiên. Đó là vì tương lai của dân tộc Việt Nam này chủ yếu phụ thuộc vào điều đó chứ không phải vào tiền bạc. Thế nhưng, rõ ràng là chính phủ của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa đất nước này vào vũng bùn tài chính và tiền tệ, tham nhũng, tàn phá thiên nhiên và chọn phát triển bẩn. Việt Nam đã có hơn 10 năm sa lầy vào vòng xoáy của nợ tư bản và phụ thuộc một phần vào cơ chế tài chính quốc tế. Nền nhiệt độ cùng các hiện tượng khí hậu thời tiết cực đoan đang ngày càng gia tăng, đe dọa môi trường sống, sinh kế, an ninh lương thực, nước uống và tương lai của 100 triệu cư dân Việt Nam. Nếu chúng ta không biết dừng, thì chính chúng ta và con cháu của chúng ta sẽ phải đối mặt với những thảm họa kinh khủng và tệ hại nhất từ sốc nhiệt, hạn hán, siêu bão, lũ lụt. Việt Nam cần thay đổi ngay lập tức định hướng phát triển, thực hiện nghiêm ngặt các chính sách chống lại nạn phá rừng,
đề ra các phương thức bảo tồn và phục hồi thiên nhiên, và chỉ đón nhận các ngành công nghiệp năng lượng ít tàn phá hệ sinh thái. Hãy nhớ rằng, một khi tất cả sụp đổ và mất hết, thì con người ta sẽ không ăn được tiền, không uống được tiền. Mạng sống không còn nữa, giống nòi tuyệt diệt, thì có nằm trên đống tiền cũng không có ý nghĩa gì cả đâu. Hãy bớt tham lam đi. Hãy chấm dứt cách sống hưởng lạc ngay lập tức. Hãy xóa đi tư tưởng ngu dốt về làm giàu. Hãy biết yêu thương kẻ đồng loại, người đồng bào của mình. Bởi vì, trong kỷ nguyên của cuộc đại tuyệt chủng lần thứ, chỉ có tình yêu là ở lại. Ha ha ha, 问什么的说呵